Đây là bài viết Chuyện về Vương quốc Chăm Pa của tác giả Cáo Cọc đăng trên spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Vương quốc Chăm Pa nhé. Chăm Pa nằm ở đâu? Chăm Pa là một vương quốc độc lập nằm trên phần đất kéo dài từ Quảng Bình tới Vũng Tàu của Việt Nam ngày nay. Bản đồ Việt Nam hiện nay không chỉ bao gồm Chăm Pa mà còn có cả một chiếc vùng khác mang tên Tây Nguyên. Vậy thời đó, Tây Nguyên thuộc đất nước nào? Anh Huy nói với chúng mình, Tây Nguyên là vùng tự trị của dân tộc ít người. Vùng đất đó không thuộc Chăm Pa mà chỉ có quan hệ chính trị giao thương với Chăm Pa. Tuy nhiên, có vẻ câu hỏi Tây Nguyên có thuộc Chăm Pa vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong giới học thuật. Về mặt địa lý, Chăm Pa nằm ngay trên mặt tiền Biển Đông. Đoán xem như vậy có nghĩa là gì? Dạ, đúng rồi. Họ giỏi những ngành nghề liên quan tới biển như là đánh cá, thủy chiến và cả giao lưu kinh tế trên biển nữa. Thời kỳ hưng thịnh, người dân Chăm Pa còn đi thuyền khai thác các hòn đảo của The Philippines và kiểm soát con đường tơ lụa trên biển nối từ Trung Quốc tới Ấn Độ. Họ xây dựng những thương cảng cung cấp nước ngọt và lương thực để tàu thuyền đi ngang ghé vào và tất nhiên có hoạt động buôn bán giao thương. Tuy nhiên, vị trí địa lý khiến người dân Chăm Pa phải gánh chịu khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Chúng ta vẫn hay nghe thời sự nói, miền Trung oằn mình chịu bão đó thôi. Dải đất Chăm Pa dài và hẹp, đêm ngày đón sóng Biển Đông nên đồng bằng của họ nhỏ bé lắm, không trồng đủ gạo để mà ăn. Đó là lý do một trong những hoạt động giao thương chủ yếu của họ là nhập khẩu lương thực. Đổi lại, Chăm Pa được hưởng hai điều từ thiên nhiên, đó là lâm sản và khoáng sản. Những cánh rừng bạc ngàn, những mỏ vàng bạc đá quý. Thời hưng thịnh, những bức tượng thần của người Chăm đều được dát vàng. Những món trang sức họ đeo được gia công từ đá quý và pha lê. Xui cho Chăm Pa, giàu mà khoe ra nên bị mấy nước khác dòm ngó và cướp bóc. Nào Đại Việt, nào Khmer, nào Mã Lai, cứ vài chục năm lại có nước ngoài tới nhằm nhè kiếm miếng. Người Chăm Pa có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện, đó là kỹ thuật rèn đồ đồng, đồ sắt, làm thủy tinh, xây dựng, hay thậm chí tìm mạch nước ngọt của họ đều có vẻ vượt qua Việt Nam nếu so sánh cùng thời điểm. Nhờ vậy mà những đền tháp của dải đất Chăm Pa còn trụ vững tới ngày nay sau bao nhiêu cuộc thảm sát, cướp bóc và phá hoại. Vương quốc Chăm Pa ngày đó ra sao? Lịch sử Chăm Pa là một bí ẩn với chúng ta bởi hiện tại không có một cuốn sử nào do người Chăm chép lại được lưu truyền. Để nghiên cứu về Chăm Pa ngày trước, người ta dựa vào hai cách. Cách 1, dựa trên những điều mà sử nước khác chép về Chăm Pa. Và cách 2, dựa trên tư liệu khảo cổ học, đào được gì từ đất thì phân tích và suy đoán trên cái đó. Chăm Pa có vua và theo chế độ chuyên chế, tuy nhiên cách quản lý hành chính lại khác so với Trung Hoa và Đại Việt. Họ chia bang như Ấn Độ vậy. Thời đó, Chăm Pa là sự hợp thành của 5 tiểu vương quốc. Về sau, khi người Việt mình chiếm Chăm Pa đã Việt hóa những cái tên của các tiểu vương quốc thành tên tỉnh, thành phố. Ví dụ như Kothura là Khánh Hòa, Panduranga là Phan Rang. Một yếu tố thú vị nữa mà có vẻ Chăm Pa chia tiểu bang theo sự chia cắt địa lý tự nhiên, đó là những con đèo. Hai bên đường đèo thường là hai tiểu vương quốc khác nhau. Chăm Pa tính ra có tổng cộng 6 ông vua. Một ông vua lớn thống trị cả đất nước và 5 ông vua thống trị 5 tiểu vương quốc. Những ông vua này cũng không phải họ hàng thân thích mà thuộc những thị tộc khác nhau, vì Chăm Pa theo chế độ mẫu hệ. Có lẽ vì vậy mà tính thống nhất của đất nước Chăm Pa cũng không mạnh mẽ lắm. Chăm Pa trở thành một quốc gia độc lập khỏi Trung Hoa từ thế kỷ thứ 2, trong khi Việt Nam phải tới thế kỷ thứ 10 mới bắt đầu độc lập. Lý do chính có lẽ là do Chăm Pa ở xa quá, quân Tàu không tới chinh phạt nổi. Khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 2 tới thế kỷ thứ 10 là thời đại phát triển hưng thịnh của Chăm Pa. Từ thế kỷ thứ 10, Đại Việt lập quốc khiến Chăm Pa phải chịu thêm sức ép rất lớn từ phía Bắc. Cộng thêm Khmer ở phía Tây và mặt tiền Biển Đông mời gọi quân cướp phá. Đất nước Chăm Pa suy yếu dần từ đó. Bạn biết đâu là lý do Chăm Pa bị tuyệt diệt không?
chắc là bạn biết hả? Việt Nam tàn sát họ đó. Thời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông tới du ngoạn Champa tận 9 tháng. Khi trở về đã quyết định gả con gái là Huyền Trân công chúa cho vua Chế Mân để đổi hai châu Ô, Lý, tức là vùng đất từ Quảng Trị tới Huế ngày nay. Thời nhà Lê, Lê Thánh Tông chinh phạt tới tận kinh đô của Champa, bắt về 3 vạn tù binh. Champa sống lay lắc qua thời chúa Nguyễn, tới thời vua Minh Mạng thì bị tàn sát. Nguyên do dân Champa nổi dậy khởi nghĩa cùng Lê Văn Khôi nên triều Nguyễn ra tay chinh phạt. Vùng đất ghi dấu sự kiện tàn sát người Champa được đặt tên là Bình Thuận, với ý nghĩa bình định để được quy thuận. Những người Champa còn sống sót qua sự kiện thảm sát đó được chia làm hai nhóm. Một nhóm di cư tới những đất nước khác, tới Sài Gòn, Trung Hoa. Và một nhóm vẫn ở lại nước Champa. Trong nhóm ở lại Champa, người Chăm theo hai tôn giáo chính: Hồi giáo bản địa, còn gọi là Champani, và Ấn Độ giáo. Điều hay ho là nhánh người này, dù số lượng rất nhỏ, nhưng đã hòa hợp tôn giáo tới mức cho phép tu sĩ được cầu nguyện cho cả hai bên Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Chuyện hai tôn giáo hòa hợp đã là khó, mà ở đây lại còn là một tôn giáo độc thần và một tôn giáo đa thần. Hay ha! Champa đóng góp gì cho Việt Nam? Đóng góp đầu tiên là ảnh hưởng của tiếng Champa lên phương ngữ và cách phát âm của người Việt ở các tỉnh miền Trung. Những ai từng tới Quảng Nam chắc dễ dàng nhận ra, người Quảng Nam thường phát âm A thành Oa. Đó chỉ là một trong số nhiều đặc điểm khác biệt trong cách phát âm của cư dân vùng đất này. Thật ra, lượng sách vở mà người Chăm lưu truyền được tới nay rất hiếm nên số người biết đọc tiếng Chăm cổ cũng hiếm theo. Chúng ta rất khó biết được mặt chữ và cách phát âm của người Chăm xưa kia là như thế nào. Tuy nhiên, dựa vào cách phát âm đặc biệt của người Nam Trung Bộ hiện nay, có nhiều giả thuyết được đưa ra và nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu ảnh hưởng của tiếng Chăm lên tiếng Việt. Giọng nói của người Việt mình hiện nay ở dãy đất từ Quảng Nam trở vào được ví như giọng bà mẹ Chàm dạy con nói tiếng Việt. Trong lịch sử, đã bao lần Đại Việt đem quân chinh phạt Chiêm Thành. Lượng quân lính Đại Việt và người Việt đổ về Champa nhiều lên theo năm tháng. Những cô gái Chàm lấy chồng người Việt và ở trong một cộng đồng mà người Việt nhiều ngang ngửa người Chàm, bắt đầu phải học tiếng Việt và dạy lại cho con cái mình. Trải qua vài trăm năm, hai ngôn ngữ hòa quyện lại, tạo ra một thứ ngôn ngữ gần như mới lạ. Thứ ngôn ngữ được ký âm bằng tiếng Việt, nhưng rất hách não để hiểu ngữ nghĩa. Ít nhất với một đứa miền Bắc, như tác giả. Và đây là một bài thơ đọc bằng giọng Quảng Trị. Nhớ nhất bùi chữ bò chơi sản đợt, chia hai phe đánh Trần sạp la ca. Khi xong trận thằng mô cùng nhớp, lắm loa lắm lệch nhật hôn ra. Cũng thiệt nhớ bữa đầu tiên đi học, đứng vùng vàng bị cha trượt vô khu. Khi quen lớp bạn bè ôi răng loạn, hết bán bi lại chơi cột chơi ù. Ngày ba bữa, hết hai toàn khoai sẵn, sẵn cổ bữa tới sẵn lát khoai chen. May còn có dưa môn kê mít, cứu cả nhà qua đói nhiều phen. Hy vọng là các bạn quê Quảng Trị đừng ném đá mình nha, vì bài thơ yêu cầu nên mình phải đọc như vậy thôi. Kế đến, có những giả thuyết cho rằng Champa giúp Việt Nam có thêm lý lẽ để tuyên bố chủ quyền tại hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Xưa kia, các nước không có hệ thống biên giới rõ ràng như hiện nay, đặc biệt là trên biển. Mấy hòn đảo xa xôi, nước nào tới khai thác được thì nghiễm nhiên đảo ấy thuộc nước đó. Hệt như ngày xưa mình có khái niệm đất chiếm ấy. Người Chăm thì giỏi ra sóng ra khơi, họ tìm tới khai thác những hòn đảo xa xôi, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa từ rất sớm. Di chỉ của người Chăm được tìm thấy dưới tầng sâu nhất của đất Trường Sa, Hoàng Sa. Vì vậy, nếu tính theo luật rừng ngày xưa thì Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Champa. Mà giờ Champa thuộc Việt Nam, suy ra tự điền vô chỗ trống nha. Những đóng góp khác của người Chăm trong ẩm thực và văn hóa Việt chắc chắn rất nhiều mà mình chưa tìm hiểu hết. Khi nào được đi bụi tới Nam Trung Bộ sẽ ăn cả thế giới ở đó và viết tiếp phần 2 cho chủ đề Champa vừa mới lạ vừa quen thuộc này. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.